Ủa anh, bộ anh mới mua cái đờn guitar để trong phòng nữa hay vậy? Rồi rồi. Cái đờn cũ của anh còn xài được, mắc gì đi mua cái đờn mới nữa chi vậy? Dư tiền quá ha. Xài được đâu xài. Cái cây đờn cũ của anh nó bị gãy cái cần rồi, em không thấy sao? Anh đâu phải khơi khơi, tự nhiên bỏ tiền ra mua cái đàn mới trời. Rồi anh mua cái đờn mới này nhiêu tiền nữa vậy? Thấy mày nghe. Cây đờn mình mua tới 5.60.000. Bây giờ mà mình nói thiệt với bà mình mua cái đờn tới 5.6. Thế nào bà cũng cạo cái đầu mình. Nhiêu? 800.000. Cái đờn anh mua 800.000. Đờn trời ơi, cái đờn mua giải trí đàn chơi mà em mua một chi chó mắc tiền. Hên cho ông à. Ông mà xách tiền triệu đi mua cái đờn ha, về tôi lấy cái đờn tôi chụm củi luôn. Anh ơi. Anh. Gì vậy em? Gì la âm sùm vậy trời? Bữa anh mua cái đờn ở đâu vậy? Chi vậy? Cha em ông hỏi, ông mê đàn dữ lắm. Em chụp hình cái đàn anh, em gửi cho ông coi. Ông thấy em mê quá trời mê luôn. Em nói mua có 800 ngàn à. Ông kêu anh mua giùm ổng một cây. Mai anh đi mua cho cha đi nha. Ông gửi tiền lại cho. Vậy nha. Mà nhớ gì hệt vậy luôn nha. Mên chở em đi nhổ răng anh, răng bị lung lay rồi nè. Cái gì? Răng lung lay hả? Ừ. Răng lung lay rồi đúng không? Ừ, hổ hoài vậy trời. Ừ, mai anh chở em đi nhổ. Ừ, coi sắp xếp đó nha. Răng lung lay, răng lông. Giờ mình đợi đồng bạc nữa là mình được tự do rồi. Ông đừng có ở đó mà mơ. Đầu tôi không có dễ bạc gì đâu. Ông ở đó còn hành dài dài. Chứ đó mà tự do. Rồi ông tính đi đâu nữa vậy? Anh chạy qua nhà ông bạn lấy đồ cái anh về liền. Ông qua bển ông lấy mấy cái dĩa màu với mấy chiếc bia đó hả? Cái gì với em, anh đi lấy đồ thiệt. Khỏi luôn đi, tôi đâu có bị ngu đâu. Mà vụ cái chục lần mà tôi không biết, dẹp. Khỏi đi đâu hết trơn á. Trời ơi, anh chạy qua bển lấy đồ công chuyện của anh thiệt. Anh chạy qua bển 5 phút anh về liền hả? À. Tôi nói không là không. Tôi mà nghe tiếng mở cửa hay là ông biết với tôi nha. Thiệt chứ, biết nó bực bội còn hơn cái gì nữa. Tối ngày bắt ở nhà không à, gú gú ở nhà. Giết ở nhà còn hơn ở tù nữa. Thiệt chứ hồi đó tôi đuôi tôi mới lấy bà đó. Ông cảm ơn tôi mới đúng đó. Làm gì cảm ơn? Nhà tôi ông mới sáng mắt ra rồi đó. Anh, rảnh không? Chi vậy em? Ra sau nhà đóng giùm em cây đinh ơi, cây cột nó xuất ra rồi. Trời ơi, có cây đinh mà em đóng cũng không được nữa em. Đóng không được em mới kêu anh, đóng được em kêu anh làm gì? Thì em kiếm cây búa, xong rồi lấy cây đinh, để cây đinh vô cột. Đóng vô, vậy thì xong chứ gì. Em tự làm đi. Đàn ông đàn ơ gì tối ngày bấm điện thoại không à. Bấm hoài đó không được chơi vậy trời. Làm gì trời. Rồi em làm gì vậy? Đóng đinh không thấy hay gì mà hỏi. Rồi em đóng đinh cái kiểu gì mà đầu đinh quay vô trong vậy trời. Chứ đóng làm sao. Đưa đây coi. Nè. Trời ơi, cái đầu này quay vô trong em thấy không em? Cái đầu đinh này mà quay vô trong là cái đinh này để đóng cái cột bên kia. Ủa? Em kiếm cái cây đinh nào cái mũi quay vô vậy là đóng. Hiểu không? Có nhiều đó vậy không biết nữa. Mệt. Anh ơi, xong chưa? Lần nào đi đâu ông này cũng lề mề chứ. Xong rồi nè, trời ơi, em hối anh lính hết trơn. Lề mề hơn gì nữa. Gọi gì vậy? Trời ơi, quên chị phá xe trong nhà rồi, thiệt chứ. Đợi anh xíu. Trời ơi trời, bà xài nước kiểu gì mà bà xả nước ào ào vậy trời. Cái kiểu này không vô hay chắc tới sáng luôn á. Trời ơi, em xài nước vậy em không chịu tắt gì hết trơn em. Anh mà không vô phát hiện kịp chắc tháng này trả tiền nước đã luôn rồi. Ôi trời. Trời ơi, thiệt chứ. Rồi không ra xe đi rồi làm gì quay vô nữa vậy? Lò phá nước quên lấy gì phá luôn rồi. Trời ơi trời.
Trời ơi trời, cái khẩu trang để đây chút xíu nữa quên nữa rồi. Rồi ông xong chưa? Lâu dữ vậy trời. Trời ơi, hối hoài, anh cũng gấp chứ không phải mình em gấp đâu. Chứ đi nè. Trời ơi, cái gọi gì nữa vậy cha? Vô lấy khẩu trang rồi quên lấy chìa khóa luôn thì em hối hoài rồi. Thôi.